Nè, phải làm nhanh lên nha. Làm xong chưa vậy? Khó quá. Lên Tâm Tâm, không biết có gì gọi sao mới xong nữa. Sao hôm nay sếp nóng giận dữ vậy? Chị Tâm Tâm thảm rồi. Phải đó. Bởi vậy không biết họ đã không sao biết nữa. Thơm quá. Trên tay vẫn còn mùi phấn hoa sao? À, không có, là mùi bột giặt mà em mua cho anh. Tối nay anh có rảnh không? Em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh. Được thôi. Tính tỏ tình với anh hả? Em có quà không? Em chính là quà nè. Anh muốn mở quà à? Em có gì em đi trước đây, tối nay gặp. Ê, chú Toàn, sao em tới đây vậy? Câu này đáng lẽ em hỏi anh mới đúng. Mạc Dân Dân, sao tự nhiên về nước vậy? Chú Toàn, Dân Dân về bất ngờ, không kịp nói với em. Đợi anh chút, đợi chút nha. Anh sao vậy? Không cho em vào nhà luôn hả? Không phải, Mạc Dân Dân và chồng đang sắp ly hôn, cho nên mới về đây nghỉ ngơi, không kịp nói cho em biết. Quá ra bản thân vẫn chưa ly hôn đã có người chờ sẵn sao? Chú Toàn, có rất nhiều chuyện sau này anh mới nói cho em nghe. Nói chuyện đừng có hùng hổ như vậy có được không? Nơi này không phải là tòa án. Ê, alo. Sao rồi hả? Có phải đúng là kiểu lâu ngày gặp mặn nồng rực rỡ không? Mạc Dân Dân, thứ giả tạo có đẳng cấp về nước rồi. Sao cậu biết chuyện đó? Hai con mắt mình thấy rõ ràng đó. Hơn nữa, còn về chung với Huệ Nhất Giảng nữa kìa. Về thì về thôi, cậu sợ cái gì? Mình thấy lạ thôi, cứ mỗi lần đứng trước mặt cô ta, mình lại thua thảm hại luôn. Nè, đúng thiệt luôn đó, chuyện quái quỷ gì đây chứ? Hay là mình xin nghỉ qua chỗ cậu nha? Thôi không cần đâu, chiều nay còn phải có phiên tòa. Vẫn chưa tới nỗi Mạc Dân Dân đó về nước, mình không kiếm tiền nữa. Con gái và tôi sắp ra nước ngoài, cứ bận lo vụ xin visa, suýt chút quên mất luôn chuyện em nhờ em coi đó. Cô chú à, phiền cô quá. À, nè, đây là một số thông tin của học sinh tên là Thành Lệ mà em cần. Em xem đi, có giúp được gì cho em không? Hả? Dạ được, cảm ơn cô. Anh kêu em hỏi giúp anh chuyện hồi đi học. Em hỏi rồi, không có gì đặc biệt. Anh xem thử đi. Khi anh còn nhỏ rất đẹp trai. Thời gian lâu quá rồi, mấy ngôi trường ở ngoài ngoại ô và trường của chúng ta đều thay giáo viên hết rồi. Rất ít người có thể hỏi được chuyện tình hình về học sinh có tên là Thành Lệ này. Thật ra cũng không có gì đặc biệt hết, nhưng mà không có một chữ nào giới thiệu về tình hình của đứa bé này khi ở trường. Cứ giống như bị người ta cố ý lấy đi nó vậy đó. À, còn có một chuyện rất thú vị nữa. Sau khi chuyển trường, mẹ cô ấy mỗi năm đều quyên góp cho trường học. Nhưng mà chủ tịch Thành cũng rất ủng hộ giáo dục. Sau khi anh tốt nghiệp, bà ấy luôn tài trợ cho ngôi trường này. Hơn nữa còn mua rất nhiều máy tính. Khi anh ở trường thì chẳng quan tâm tới, sau khi anh chuyển trường lại quyên góp. Khi anh ở trường chắc đã gây ra quả lớn rồi.
trời ơi, anh nói giỡn cho em một chút xíu thôi. Thật ra không có chuyện nghiêm trọng vậy đâu. Nếu hỏi được thì hỏi, không hỏi được thì thôi. Đừng làm ảnh hưởng tới thế giới của hai chúng ta tối nay được không? Em sao vậy? Đã nghe ngóng rồi mà, chẳng có chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Không có gì, chỉ là em thấy trong lòng buồn chán quá. Em quá lo lắng cho anh rồi. Thật ra bệnh của anh có lẽ không liên quan quá lớn tới chuyện ở trường đâu. Mẹ của anh không nói cho anh biết chắc chắn có lý do của bà ấy. Em đừng có quá lo mà. Ha. Ừ. Lên lầu với tôi đi. Không đi, làm gì vậy? Hey, uống ly cà phê với tôi đi. Không đi. Thôi mà, đi đi. Cảm ơn. Có phải cô đang hẹn hò với Thành Lệ không? Vấn đề này tôi không tiện trả lời. Chúng ta đổi chủ đề đi. Em nên trực tiếp trả lời anh ta. Đúng vậy, tôi là bạn gái của Thành Lệ. Nè, hôm nay tôi chính thức thông báo với anh, cô ấy là bạn thân của anh, là bạn gái con chủ của anh. Sau này tránh xa cô ấy một chút. Hai người chơi thật hả? Không phải chơi, mà là thật. Em thấy đây là vấn đề của chúng ta, không cần để tất cả mọi người biết đâu. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi phải công bố cho cả thế giới, để không ai tới làm phiền cô ấy nữa. Xin lỗi nha, tôi không thể chúc phúc cho hai người. Thành Lệ, anh cũng là người đã trưởng thành rồi. Anh có từng nghĩ tới giữa hai người có chướng ngại lớn thế nào không? Nếu không bước qua được những chướng ngại này thì có thể trở lại như trước không? Anh nhất thời hứng thú yêu thì thôi đi, nhưng Tầm Tầm thì sao? Tầm Tầm không chơi nổi với anh đâu. Anh có tư cách gì nói với tôi mấy lời này? Chẳng lẽ anh cũng thích cô ấy hả? Tại sao tôi không có tư cách chứ? Tôi là trai thẳng đàng hoàng. Tại sao tôi không thể thích cô ấy? Xin hỏi anh thẳng ở chỗ nào vậy? Thành Lệ, anh đang công kích cơ thể người khác, là vấn đề nhân phẩm đó. Tầm Tầm, cô không phải là không có lựa chọn. Cô coi hai chúng ta biết rõ gì nhau, cũng không cách biệt lớn về tầng lớp. Tình yêu mà cô muốn có và cảm giác an toàn tôi đều có thể cho cô hết. Được, thật ra cô không thích tôi cũng không sao, cô có thể gặp được người thích hợp với cô hơn. Đừng tìm bừa một người làm cái phao cứu mạng mình, tới lúc đó không còn đường quay lại đâu. Mike, anh im miệng đi. Cái gì mà tìm bừa một người chứ? Tôi không phải là hàng người tùy tiện đó. Lên đây hóng gió thoải mái ghê ha. Ừ đúng đó. Mình lại đẻ quá à. Được rồi. Vậy thì tôi là người tùy tiện. Mọi người tự nhiên, tôi xuống dưới đây. Một người như anh mà muốn giành phụ nữ với tôi sao? Nè, không biết họ có chuyện gì nữa. Ừ. Cô nói Lệnh Tầm Tầm này là thần thánh phương nào vậy? Cho nên mới nói thiên hạ có câu, tuyệt đối đừng chọc nữ đồng nghiệp, vì tương lai cô ấy có khả năng là bà chủ của bạn. Đúng ha. Có lý lắm. Em qua lại với Mai ít thôi, đừng suốt ngày cứ xưng chị em rồi lợi dụng em. À đúng rồi, chúng ta ở công ty có thể kín đáo chút không? Em cảm thấy mọi người đều nhìn thấy quan hệ chúng ta rồi đó. Anh đã từng nói với em từ trước rồi mà, bọn họ sớm muộn gì cũng biết mà thôi. Em đang sợ cái gì chứ? Em chỉ lo lỡ ngày nào đó chúng ta chia tay không thể làm bạn bè lại, sẽ phải giải thích với quá nhiều người. Vừa mới bắt đầu mà đã nghĩ tới chia tay. Em lúc nào cũng nói không có cảm giác an toàn, anh mới cảm thấy vậy đó. Bây giờ tới Mai cũng công khai giành người với anh, em cũng được quan ngên quá ha. Em về trước đây. Thời gian làm việc như vậy không hay đâu. Trong thời gian làm việc nói chuyện tình cảm đúng là không hay thiệt. Hôm nay mọi người tan ca sớm, tôi kỳ hạn cho mọi người 10 phút rời khỏi văn phòng, nếu không sẽ trừ hết lương. Về sớm. Anh làm gì vậy hả? Như vậy không hay lắm đâu, anh điên sao? Bây giờ anh đang hiểu rõ,
mấy nhân vật tộc tài bá đạo trong phim Thần Tượng có cảm giác như thế nào rồi? Còn ai không? Đương nhiên là không còn ai, anh đã nói là Trường Lương mà. Em coi, bây giờ anh có thể trong văn phòng công khai tình yêu của chúng ta rồi. Nè, từ sau khi em chấp nhận anh, mỗi ngày em đều mang tâm sự rất nặng nề. Anh muốn cho em một tình yêu, chứ không phải để cho em phiền não. Còn như lệnh cầu xin em đi, đừng lo lắng nữa có được không? Có anh đây rồi mà. Đi, ăn cơm thôi. Lệnh Tâm Tâm cũng chính là đồ đại ngốc. Mai, anh cũng đúng là đồ đại ngốc. Nè, anh bao trọn nhà hàng này rồi sao? Chắc ai đó phối hợp với anh rồi. Bao hết nơi này tới đây ăn cơm có hơi quá. Lãng phí. Ừ. Con mời bạn gái tới ăn cơm, không cần mẹ tới thanh toán đâu. Con chắc chắn người phụ nữ ngồi bên cạnh con là bạn gái của con sao? Nếu bà đã tới rồi, tôi cũng sẽ nói hết. Bề trên nói chuyện cô lại chen vô, có biết lễ phép hay không? Tâm Tâm nói rất đúng. Nếu như mẹ đã tới, vậy chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, để cho mẹ phải lãng phí tiền tìm người chụp tụi con. Chuyện tôi muốn nói là... Bây giờ cô muốn biểu đạt thái độ cũng được, biện hộ cũng được. Tóm lại là lời cô nên nói vẫn chưa nói gì hết. Thứ phụ nữ như cô tôi đã gặp nhiều rồi. Năm đó ăn không ngồi rồi, muốn dùng hôn nhân thay đổi số mệnh. Bây giờ nhận bài học còn chưa đủ. Tưởng rằng tìm người có tiền là cô có thể từ chim sẻ thành phượng hoàng sao? Mẹ quý gì? Cho con xem một thằng nhóc con. Đừng có đem thủ đoạn trong làm ăn dùng cho người nhà của mình nữa có được hay không? Nó không phải là nhóc con. Nó là con trai em. Tên Đô Đô. Cái gì? Đô Đô? Đô Đô là con trai của em. Nó cũng không phải là con chó hay mèo. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay em muốn hẹn anh ra. Trước khi điền thông tin xin việc em đã gạt anh. Nhưng khi đó em quá cần công việc này. Nhưng mà em tưởng rằng chuyện mình có đứa con, chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc của em thì không sao hết. Cho nên trước giờ em luôn giấu anh chuyện này. Em thực sự không ngờ chúng ta sẽ đi tới bước này. Cho nên mãi cho tới bây giờ em mới nhận thức là mình cần phải nói rõ với anh. Có phải mẹ anh uy hiếp em không? Em không cần nghe mẹ nói gì hết. Chỉ cần em thích anh là đủ rồi.
em không cần để tâm ấy nói gì đâu. Mãi cho tới bây giờ con vẫn cảm thấy là mẹ bôi nhọ cô ta. Chuyện đứa bé có thể làm xét nghiệm, hơn nữa những người bên cạnh cô ta chắc chắn đều biết sự thật. Muốn chứng minh chuyện này là thật hay giả cũng quá đơn giản. Hôm nay mẹ đem hình ảnh tới đây, cô ta liền nói muốn thẳng thắn với con. Hôm nay mẹ không tới, con có thể đảm bảo cô ta không tiếp tục lừa dối con hay sao? Đây là sự thật hả? Xin lỗi anh, em gạt anh là em nhận. Nhưng thực ra em cũng rất hoang mang, em cũng rất hối hận. Nhưng thưa chủ tịch, tôi chưa từng muốn dùng hôn nhân để thay đổi vận mệnh của mình. Thật ra cuộc hôn nhân trước của tôi cũng đã hy sinh bản thân mới đổi được gia đình hòa thuận. Tuy là kết quả lại không tốt, nhưng tôi không thẹn với lòng. Đối với Thành Lệ cũng như vậy. Tôi biết bản thân tôi không xứng với anh ấy, nhưng mà tôi chưa từng muốn có được bất cứ thứ gì từ anh ấy. Em không cần phải giải thích với bảy. Người em cần đối diện chỉ có anh thôi. Anh có yêu em không, có để ý hay không, đó là chuyện của hai chúng ta, không liên quan tới bảy. Cô ngồi xuống ăn chung với tôi đi. Có phải cảm thấy tôi quá ích kỷ rồi hay không? Người mẹ bảo vệ con trai của mình, đó chính là thiên tính. Thực ra cô gái này, nếu như không có chuyện xảy ra trước kia, tôi sẽ sẵn lòng bỏ qua cho cô ấy. Tôi biết chứ. Từ lúc bà bắt đầu giúp đỡ cô ấy tìm công việc, tôi đã hiểu rõ rồi. Có rất nhiều cơ hội như vậy, tại sao em không nói với anh? Tại sao em vẫn luôn coi anh như một thằng ngốc vậy? Anh thà rằng nghe chính miệng của em nói ra, cũng không muốn nghe mẹ của anh vạch trần em. Em xin lỗi. Đưa anh về đi. Em biết bây giờ em nói gì cũng là biện minh hết. Ngày mai tới công ty em sẽ tự chức. Anh vẫn chưa xả được giận thì em đã muốn đi rồi. Em không muốn xuất hiện trước mặt anh khiến anh khó chịu. Anh thật sự rất khó chịu, nhưng mà anh cũng không dự định để em dễ chịu đâu. Em tự chức cũng không được sao? Nghe em nói chu toàn giúp em chuẩn bị vụ kiện vi phạm hợp đồng đi. Alo, Tầm Tầm. Chú Toàn, mình đang muốn tìm cậu để tám về con nhỏ trà xanh mới về nước đó. Chú Toàn, mình buồn lắm.
Cậu sao vậy hả? Có phải tên khốn Thành Lệ đó ức hiếp cậu không? Chú Toàn, mình thật sự rất buồn. Mình đau lòng quá, cậu có thể nhanh chóng qua đây không? Cậu, không phải, cậu đang ở đâu vậy? Mình ở bên ngoài nhà Thành Lệ. Cậu đợi mình nha, mình tới bây giờ đó. Mặt phong phanh như vậy, không sợ bị cảm lạnh hả? Cậu ấy nói gì khiến cậu đau lòng đúng không? Mình đi tìm cậu ấy. Nè chú Toàn, đừng đi. Chỉ là mẹ anh Thành Lệ, bà ấy nói chuyện mình có con trai cho Thành Lệ biết. Sao bà ấy lại như vậy chứ? Mình cảm thấy thực sự rất buồn. Mình biết chứ, mình biết tất cả đều là lỗi của mình. Mình đã lừa dối anh ấy. Nhưng mà khi đối diện sự thật lạnh nhạt của anh ấy, mình lại chịu không nổi. Mình biết chuyện tới nước này anh ấy có làm gì cũng là đúng thôi. Nhưng không biết tại sao mình vẫn mang hy vọng đối với anh ấy. Hy vọng anh ấy có thể tha thứ, có thể chấp nhận mình. Nè, Tâm, cậu nghe mình nói đi. Cậu không hề sai, yêu một người cũng không hề sai. Có hy vọng, có yêu cầu đối với cậu ấy cũng là chuyện bình thường mà. Cậu đừng có đem tất cả chuyện này đổ hết trách nhiệm cho bản thân mình được không? Được rồi. Khóc đi, nếu buồn cứ khóc đi. Đem hết những đau khổ, cứ khóc cho dơi đi. Hay là như vậy, cậu theo mình về nhà đi. Hả? Rời khỏi đây, thật sự không được thì xin phép, xin nghỉ một thời gian. Không được. Anh ấy nói nếu như bây giờ mình tự chức thì coi như mình vi phạm hợp đồng. Trời ơi, trách nhiệm bồi thường hợp đồng mình chịu, muốn kiện tụng cũng để mình lo. Cậu không có cần lo chuyện gì hết. Nhưng mà nếu như chúng ta đổi một góc độ khác suy nghĩ về chuyện này, thì cậu cảm thấy có phải Thành Lệ cũng cần một khoảng thời gian để có thể chấp nhận chuyện này không? Cậu ấy càng nghiêm túc với cậu thì cậu ấy càng phải nghiêm túc suy nghĩ. Suy cho cùng, vấn đề mà cậu ấy phải đối mặt là làm vợ của con trai cậu. Bản thân cậu ấy về mặt tình cảm cũng không được coi là chín chắn. Vậy cậu thấy có phải bây giờ cậu ấy cũng phải giống như cậu, cũng cảm thấy sét đánh giữa trời quang? Vậy bây giờ mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao đối mặt với anh ấy? Không tự ti, không kiêu ngạo. Được rồi. Không khóc nữa. Rất nhiều người đều tò mò tôi tẩy trang xong sẽ như thế nào. Hôm nay anh đây uống nhiều rồi, cho các người nhìn cho đã. Anh ấy tẩy trang kìa. Uống nhiều rồi. Nhìn thấy chưa hả? Đàn ông đích thực, trai thẳng cứng rắn. Anh đi. Hả? Em nhìn đây nè, đó cái người làm đẹp nè. Ôi trời, phải không? Trời ơi, đã lộn nhận thức rồi, không định làm mỹ phẩm nữa sao trời? Muốn làm fan hay quỷ bỏ fan, ông đây không thèm nữa. Có biết tôi chỉ muốn trở thành blogger làm đẹp này, vì muốn sống trong thế giới thời trang này. Tôi đã phải giả vờ ẻo lả bao nhiêu năm, giả vờ đủ rồi. Tôi không muốn tiếp tục diễn nữa. Bạn có biết quy tắc ngầm trong ngành này không hả? Trong cái ngành này, trai thẳng cũng đồng nghĩa với thẩm mỹ không tốt. Chuyên ngành của tôi không tốt sao? Hả? Tôi là nam hay nữ quan trọng sao? Các người thừa nhận là sự giới thiệu chuyên nghiệp của tôi về thẩm mỹ, hay là thừa nhận giới tính của tôi? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Có thể là sáng mai khi thức dậy, tôi cũng sẽ phát điên về hành động này của mình. Tôi không làm các bạn hết hồn chứ.
Cô vẫn luôn giả vờ ẻo lả, cũng không dám bày tỏ với người con gái mà tôi yêu. Kết quả thì người ta đã có người khác rồi. Có giật gân không hả? Có ngạc nhiên không hả? Các người không cần cười nhạo tôi. Tôi chính là tôi. Trang điểm những gì mà tôi muốn trang điểm. Theo đuổi người mà tôi thích. Các bạn có dám làm chính mình giống như tôi không? Không dám. Ít ra tôi rất nhát. Alo. Tâm Tâm, có rảnh không gặp một chút đi? Tôi không có thời gian, nói qua điện thoại đi. Đô Đô muốn gặp em, có trễ hơn nữa cả hai cũng đợi em. Đô Đô đâu? Bảo mẫu trong đó rồi, muộn quá nó ngủ mất nên anh không kêu ra. Vậy tôi đi đây. Tâm Tâm, em vẫn chưa nói với ba mẹ chuyện chúng ta ly hôn sao? Tôi vẫn chưa tìm được cơ hội để nói. Hôm nay họ mới điện cho anh. Nói dạo này em cứ không nghe điện thoại. Họ nói muốn gặp Đô Đô lắm. Nè, anh nhất định không được nói cho họ biết. Như vậy thì lộ tẩy mất. Nhưng đó cũng không phải là kế lâu dài mà. Khi đó ba mẹ tôi muốn cản chúng ta kết hôn mà suýt nữa cắt quan hệ với tôi. Bây giờ tôi cho họ biết, ông chồng tôi nhất định chọn cho được. Đã ngoại tình ly hôn với tôi rồi, hiện giờ tôi sống thê thảm lắm. Vậy họ sẽ nghĩ thế nào? Đây không phải là ngay trước mắt họ phủ định cả nửa đời trước của tôi sao? Tầm Tầm à, anh cũng không muốn ly hôn đâu. Hãy vì con mình, chúng ta quay lại đi. Quay lại? Sau đó anh lại sống cái kiểu về nhà có cơm đợi, ra đường có vợ chờ hay sao hả? Tôi không muốn cùng diễn tuồng với anh nữa. Cho dù tôi có mù hơn nữa, tôi cũng không muốn mù cả đời. Ăn sáng thôi. Nè, sao vậy? Làm việc đi. Tạo hình mới không tồi đó, đẹp trai. Các đồng nghiệp thế nào hả? Có đẹp trai không? Đẹp trai. Đẹp trai lắm. Đẹp trai quá đi. Đẹp trai quá ha. Cảm ơn mọi người. Tôi còn nghĩ là mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ nữa chứ. Anh vốn chỉ là quái thai mà, có kỳ quái hơn nữa cũng không sao. Nè, tốt bụng nhắc nhở nha, nhất định đừng xem Hot Shots. Ôi trời ơi. Cùng lắm thì chị đây mở tài khoản mới làm lại từ đầu thôi. Mọi người làm việc đi. Làm việc đi. Mọi người nghĩ sao về mỹ phẩm dù Mỹ Linh của chúng ta? Thành Tổng nói muốn đổi tên thành một nhãn hiệu phụ. Tôi thấy có hơi đáng tiếc. Dù gì cũng là thương hiệu lớn lâu năm, nhiều người biết tới. Nhưng một thương hiệu lâu năm phải làm sao để kết hợp với tuyến mỹ phẩm? Việc này thực sự hơi khó. Mọi người cho ý kiến đi. Tôi có thể phát biểu không? Không được.
tại sao không được? Tôi cũng là thành viên của tổ kế hoạch mà. Vậy cậu có thể hỏi ý kiến của mọi người. Tổng giám Lâm, chị nói xem. Đây cũng đâu phải là công đường gì đâu, đương nhiên có thể nói rồi. Vừa rồi ông chủ của chúng ta còn nói IQ của mình đang offline mất đó, chúng ta phải tự lo thôi. Đúng không Tâm Tâm? À, tôi cũng đã xem livestream của Mai rồi. Lần livestream đầu tiên sau khi Mai đóng mic, khi đó là đang quảng cáo vụ Mỹ Linh. Tôi có hỏi ấn tượng của mọi người về vụ Mỹ Linh, mọi người đều nói chính là hương vị của mẹ. Cho nên tôi nghĩ đây có lẽ là ký ức của đại chúng. Vậy khi nhắc tới vụ Mỹ Linh, mọi người sẽ nghĩ tới những bà mẹ của thời đại đó không có sản phẩm dưỡng da của thương hiệu lớn, cho nên dù Mỹ Linh trở thành một thứ thiết yếu của các bà mẹ trong gia đình. Cho nên tôi nghĩ có lẽ đây chính là ký ức nếu như chúng ta muốn mỹ phẩm của dù Mỹ Linh vẫn tiếp tục duy trì thương hiệu của mình. Vậy thì tôi nghĩ vào thời đại đó các bà mẹ dùng dù Mỹ Linh dưỡng da, còn bây giờ thì các bà mẹ dùng dù Mỹ Linh để trang điểm trở nên xinh đẹp hơn, như vậy có thể trở thành một yếu tố kích cầu tự nhiên. Nhưng cũng đâu phải ấn tượng về mẹ của tất cả mọi người đều tốt đẹp. Cái chúng ta hướng tới là ký ức của đại chúng, chứ không phải là nhóm người đặc biệt chỉ chiếm thiểu số đó. Tôi thấy phương hướng này thực sự khá ổn. Lâm tổng giúp phụ trách đi, Phan Hợp. Không phải tới tìm tôi sao? Còn trốn làm gì? Thật ngại quá là mất thời gian của chị một chút. Đây là điều tra thị trường do tôi làm lúc trước, có lẽ không hoàn thiện lắm. Chị cứ coi như là bản tổng hợp tài liệu là được. Lần sau trước khi làm gì thì đi tìm bên kế hoạch xin bản mẫu đi. Với tài liệu mang lên hợp thì hình thức rất là quan trọng. Vậy có nghĩa là phương án của tôi có thể chính thức mang lên hợp rồi sao? Buổi sáng trong cuộc họp không phải là tôi nói được rồi sao? Khả năng lý giải của cô có vấn đề gì hả? Cảm ơn. Tôi còn tưởng là chị không vừa ý với tôi chứ. Đây là công việc, tôi không nhạt nhẽo như thành lệ đâu. Tự tin lên chút đi. Ly hôn xong quay lại làm việc cũng chẳng có vấn đề gì hết. Tôi cũng ly hôn, còn phải nuôi con nữa. Tôi cũng vậy. Cho mượn chút nè, nha. Cho mượn chút đi. Hôm nay tăng ca, công việc của mọi người hôm nay tôi bắt buộc phải thấy kết quả. Lên Tâm Tâm, chị gọi cơm cho tôi đi. Tôi muốn vịt nướng ở Thành Nam, tìm không chịu ship đó. Tôi không ăn nữa, tôi đi ăn với khách hàng. Con thất tình rồi. Con yêu đương với Tầm Tầm từ lúc nào vậy? Sao chú biết nhận định là cô ấy? Chỉ có thể là cô ấy thôi. Đồ gốc cũng nhìn ra là con thích cô ấy mà. Rõ ràng thế vậy sao? Muốn giấu cũng không được đâu nè. Đám dương đóng chọc con à. Cô ấy lừa con. Cô ấy đã có con rồi. Con tức giận là vì cô ấy đã lừa con, hay là vì con để ý chuyện cô ấy có con? Con để bụng cả hai. Chuyện đứa trẻ đối với con cứ như là sét đánh ngang tai vậy đó. Nó quá đột ngột. Nhưng cô ấy có biết bao nhiêu là cơ hội để nói thẳng với con, tại sao cô ấy không nói chứ? Cô ấy có lập trường gì để mà thành thật với con? Lúc mới xin việc làm, có lẽ cô ấy rất cần công việc này, vậy thì không thể nói có con được. Nên chắc chắn cô ấy đã nói dối. Đúng là cô ấy sai, nhưng mà cô ấy đã không vì chuyện con cái để ảnh hưởng tới công việc. Sau đó các con chỉ có quan hệ công việc thôi. Cô ấy càng không có lý do để nói thẳng với con chị con cái của mình. Mãi sau đó thì các con mới phát sinh tình cảm. Vậy là chuyện này liền trở thành chuyện mà cô ấy bắt buộc phải thành thật. Chuyện trước tiên cô ấy phải thành thật. Nhìn ở góc độ của chú thì chú thấy khả năng Tầm Tầm cố tình lừa gạt con về mặt tình cảm xem ra là không đâu. Nhưng chú có biết người đầu tiên nói cho con biết là mẹ con không?
chú có biết nó rất được cười không? Điều khiến cô tức giận là cô ấy không tin tưởng con. Hay là con không tin tình cảm của mình có thể bao dung cho Tầm Tầm? Cho nên mẹ con mới dùng chuyện này làm lý do để tách hai đứa ra đó. Thành Lệ à, với tính cách của con, mối tình này không dễ dàng tìm được đâu. Cứ vừa tiến bước vừa thận trọng thôi con. Dạo này chú sao rồi? Chú vẫn đang đợi ăn canh gà của con với Tầm Tầm đây. Em tính đi hả? Ờ. Tôi đã nói không đồng ý cho em nghỉ việc rồi. Để cho anh không phải ngứa mắt, cho nên em tới nhà chu toàn sẽ tốt hơn. Nhưng anh cứ yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng gì tới công việc đâu. Em sẽ làm việc giống như lúc trước. Mỗi ngày em sẽ tới làm buổi sáng cho anh và đưa anh đi làm. Đó là gì vậy? Ờ, không có gì. Chú Toàn, tới đây, tới đây. Sao anh chậm chạp quá vậy? Em đói sắp chết rồi nè. Đi, đi ăn thôi. Nhất Giảng. Sao quay lại nhanh vậy chứ? Đúng là không hiểu nổi. Làm gì vậy? Không đi ăn hả? Ờ, đi chứ. Chúng ta có thể đi ăn chung. Tôi không nuốt nổi đâu. Hai người đi ăn đi, hẹn lần sau. Ê, nè. Ê. Nhất Giảng, thưa lên xe đi. Bao nhiêu năm rồi sao tán chu toàn vẫn không thay đổi chút nào? Lên xe đi. Chu Toàn, mình mới đưa Thành Lệ về nhà xong, giờ mình qua tìm cậu nha. Đường điện khu nhà cần sửa nên hôm nay sẽ cắt điện từ 11 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Chu Toàn, Thành Lệ đột nhiên có việc, mình phải tới đó đã. Thành Lệ à, Thành Lệ, Thành Lệ, anh ở đâu vậy? Em đã thử rất nhiều cách, nhưng không ngờ đèn năng lượng mặt trời vẫn đáng tin nhất, tốt hơn lúc trước rất nhiều rồi đó. Đừng nhìn đèn nữa, nhìn anh có được không? Nè, tôi nói thiệt nha, cái nhà này kỳ lạ lắm. Trừ khi mất điện thôi chứ bình thường trong nhà để đèn sáng 24/24. Bây giờ đường điện sửa xong rồi lại kêu chúng ta cắt điện đi. Đúng là không hiểu nổi. Lái xe chạy hướng ngoại ô phía nam, đi qua cửa hàng qua thì dừng lại.
Đợi tôi ở ngoài cửa đi. Vẫn còn nhớ mình bị dị ứng phấn qua. Anh ấy định tặng hoa cho ai vậy? Kim Huệ sao? Bị dị ứng thì tránh xa ra một chút đi. Thành Lệ à, anh có ý gì vậy? Tối qua thân mật với tôi, hôm nay lại cố tình lạnh lùng. Lát nữa lại đi tặng hoa cho cô gái khác đúng không? Anh cố tình chọc tức tôi hả? Nhiều đó mà đã không chịu nổi rồi. Như vậy so với ấm ức của tôi thì có thấm vào đâu đâu. Là ba tôi. Em xin lỗi. Bây giờ ngày nào em cũng xin lỗi tôi có ý nghĩa gì nữa đâu. Em chỉ muốn xin lỗi anh vì những lời nói lúc nãy thôi mà. Con đã dùng tiền của chủ tịch mua loại rượu đắt nhất đó. Ba uống đi. Đừng tiết kiệm cho bảy làm gì. Đây là thuốc mà ba thích đó. Hắc quá trời, không hiểu sao ba chịu được nữa. Mấy năm nay ba ở đó có khỏe không? Hôm nay là ngày giỗ của ba tôi. Ở trước mặt ông ấy anh giống như đứa trẻ vậy. Khi thấy phiền não tôi thường xuyên tới đây ngồi nói chuyện với ông ấy. Nếu mấy không đi sớm, cuộc đời của tôi sẽ khác. Chưa chắc đã có tiền như bây giờ, nhưng chắc chắn là hạnh phúc hơn bây giờ. Chắc chắn ông ấy mong anh sống vui vẻ, nhất là khi ông ấy không còn ở đây. Như vậy ông ấy sẽ không cảm thấy áy náy. Sao vậy? Hộp quẹt đâu rồi? Vừa rồi tôi còn dùng hộp quẹt mà. Nó là của ba tôi đó. Vậy chắc là ngoài mộ, để em đi tìm thử nha. Nè. Mẹ ạ, mỗi năm con chỉ gặp ba một lần, vẫn chưa nói chuyện được với ba mà. Thành Lệ, em mới gặp một chuyện kỳ lạ lắm đó. Anh... Mỗi năm ngày giỗ của ba con, mẹ đều không cho con tới. Năm nay khó khăn lắm mới tới, mà cứ như đi ăn trộm vậy. Di Đông à? Cô nhận lầm người rồi. Mẹ à, đó là ai vậy? Đứa trẻ đó trông giống y như ba tôi.
Lúc anh phát bệnh có phải vô dụng lắm hay không? Không giống đàn ông chút nào, như một con gà bệnh vậy đó. Không có đâu, rất đáng yêu. Anh giống như một con nhím nhổ hết gai vậy, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Ờ, lạnh quá, em có thể ôm anh không? Em thì giống như một cái cục bột lông xù vậy đó. Ấm áp thật. Xin lỗi nha, em về trễ rồi. Không sao, tại hôm qua em ngủ quá trễ. Sao lại có nhiều đồ ăn sáng quá vậy? Ờ, anh đói quá, kêu đồ ăn bên ngoài. Ờ, đồ bên ngoài hả? Tốt lắm, tốt lắm. Ủa, sao em có vẻ căng thẳng vậy? Hả? Ờ, không phải, không phải. Vì em thấy là đã rất lâu rồi chưa ăn đồ ăn sáng bên ngoài. Đổi khẩu vị một chút cũng tốt mà. Lúc nãy có người gõ cửa đúng không? Có đó. Ai vậy? Người giao hàng. Ờ. Ừ, được rồi, ăn đi. Ờ. Anh ăn nhiều một chút nha. Lát nữa em cùng anh ra ngoài đi dạo nha. Ờ, được. Ăn đi. Không ngờ là cuối tuần ra ngoài đạp xe lại thoải mái. Trước đây em thường hay cùng với Chu Toàn dẫn Đu Đô đi xe đạp. Lúc đó tụi em cùng nhau đi xe đạp đôi, nó ngồi ở giữa. Đu Đô hạnh phúc thật đó. Trong ký ức của anh, hình như mẹ của anh chưa từng dẫn anh ra ngoài chơi. Thực ra mỗi người mẹ đều muốn ở cùng con mình. Chủ tịch Thành chắc cũng có nỗi khổ của bà ấy. Thời gian đó là một nữ cường nhân thực sự không dễ dàng. Bà ấy đối với em như vậy còn nói giúp sao? Chuyện gì ra chuyện đó. Hơn nữa, nếu như em là bà ấy, có thể cũng sẽ không đồng ý chuyện hai chúng ta. Nếu em là bà ấy vì bảo vệ con trai mình, em có nói dối không? Tuy lời nói dối thiện ý cũng là nói dối, nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, có thể giấu đi một số chuyện sẽ tốt hơn là nói thật. Hơn nữa tâm lý của mọi đứa trẻ đều không giống nhau. Như là bất kể là chủ tịch Thành hay là em, tấm lòng yêu thương con cũng sẽ không thay đổi. Cho nên dù có một số vấn đề hay lỗi lầm, cũng không quá khắt khe, đúng không? Em đang giúp mẹ anh hòa giải, hay là đang biện hộ cho lời nói dối của mình gì? Em không có ý này. Cho tới bây giờ anh vẫn chưa tha thứ cho em sao? Thực ra em cũng không dám hy vọng chúng ta có thể trở lại quan hệ như ban đầu. Thực sự được làm bạn là tốt rồi. Vậy nên suy nghĩ tiếp. Hey, đuổi theo đi. Anh có giỏi thì đuổi theo đi. Em đuổi theo không kịp đâu. Không kịp cũng phải đuổi. Nào con dâu chú rể, thân mật hơn một chút đi. À, cô gái nhìn đây nè. Dạ, xin chào anh chị. Chúng tôi là công ty áo cưới Ba Tước. Vì nhìn thấy hai người là biết sắp có chuyện vui rồi. Chúng tôi vô cùng chân thành mời hai người tới công ty của chúng tôi chụp ảnh cưới. Công ty áo cưới chúng tôi, nếu khách muốn chụp ở đâu chúng tôi sẽ tới đó. Chúng tôi cũng có thể giúp hai người thiết kế một hành trình riêng nữa, để khách hàng ghi lại những kỷ niệm đẹp trong chuyến đi.
đồng thời còn làm cho hình cưới của hai người trở nên có ý nghĩa hơn. À, thật ngại quá, chúng tôi không phải là người yêu đâu. Đẹp lắm, đẹp lắm. Đây là danh thiếp của chúng tôi. Cảm ơn, cảm ơn. À. Trước kia khi em học phương pháp tiếp thị, cũng đã từng nghiên cứu công ty của họ, rất là đáng học hỏi đó. Anh biết chứ, ông chủ công ty họ ở Sở Chim, anh cũng đã từng gặp. Ờ, vậy sao? Vậy thì hay là buổi tối em xin nghỉ phép 2 tiếng, em muốn ghi danh đi học. Một số hoạt động tiếp thị thị trường, anh thấy có được không? Ừ. Đi thôi. Được. Chúng ta đi bên này. Ý tưởng chính của chúng tôi chính là cảm giác hạnh phúc và cả hồi ức. Hy vọng có thể ghi lại khoảnh khắc tốt đẹp nhất của khách hàng trong trạng thái tự nhiên nhất và thoải mái nhất. Cho dù là chụp khoảnh khắc nào hay là trong cả quá trình quay, sau cùng đều có thể trở thành một đoạn hồi ức tốt đẹp của họ. Vậy mời hai cô cứ từ từ tham quan nha. Cảm ơn. Xin chào, có cần tôi giúp gì không? Cảm giác hạnh phúc và hồi ức. Dụ dỗ, đúng là dụ dỗ. Mình nói cậu biết, Mạc Dân Dân này ngay từ đầu đã dụ dỗ Huệ Nhất Giảng. Nhưng mà Huệ Nhất Giảng cứ giả đi như không biết. Hắn không chấp nhận cũng không từ chối. Hai người cứ ở mờ rồi ở mờ. Tới bây giờ mình cũng không biết hai người họ số cuộc có từng bên nhau hay không nữa. Nhưng mà sau đó người ta đột nhiên tuyên bố lấy người khác, lấy một gã nước ngoài là một ông già rất có tiền, đá Văn Nhất Giảng đi. Cậu kích động gì chứ, thiệt tình. Huệ Nhất Giảng với cậu chỉ là một người bình thường thôi mà. Chuyện này cậu không quản được đâu. Hơn nữa người ta không phải ly hôn trở về sao? Sao đây hả? Gặp lại đối thủ khó chịu hả? Thôi mà, không phải. Mình sợ là anh ta không có năng lực phán đoán, tới sau cùng sẽ chịu thiệt thôi. Hơn nữa, người đàn ông mình không có được thì cũng không thể để người khác tùy tiện thu phục như vậy được đâu. Nhưng mà nói gì thì nói á, cũng phải loại như cậu thì mình mới chịu nhường chứ. Thôi đi được rồi đó, đừng có gán ghép bậy bạ nữa. Cậu còn nhớ lần trước không? Làm cho Huệ Nhất Giảng bị đồn tùm lum lên như vậy chưa đủ sao? Đây là chúng ta nợ anh ấy đó. Cậu có phải là bạn thân của mình không vậy? Mình tìm cậu kể lể, cậu từ đầu tới cuối đều nói giúp cho anh ta hết. Nếu không phải thấy tâm trạng cậu không tốt thì mình tuyệt đối không tha đâu. Thực ra thì tâm trạng của mình hôm nay rất tốt. Mình chính là muốn ăn đòn đó. Quê rồi hả? Cũng không hẳn. Nhưng mà so với lúc trước thì tốt hơn nhiều rồi. Tâm trạng anh ấy không tốt nên mình rủ anh ấy ra ngoài đi chơi một chút. Đi đâu vậy? Đó là nơi mà tụi mình thường dẫn Dodo đi chơi đó. Tên Thành Lệ này lúc làm kinh doanh thì còn coi được, nhưng bình thường cứ như trẻ con vậy đó. Cho nên mình có cảm giác đã già rồi mà còn con nhỏ. Không đúng, không đúng, là già rồi mà còn có đứa con thứ hai. Đúng là có đứa con thứ hai mà. Đừng nói nhảm nữa. Em xin lỗi, Chu Toàn tới tìm em, nhưng em không tiện đưa về nhà, cho nên đã tới bảo tàng triển lãm ngồi một chút. Anh biết rồi, anh tới tìm em nè. Có chuyện gì? Anh tìm được địa chỉ của người phụ nữ đó rồi. Anh muốn hỏi em có nên đi không, đúng không? Đi đi, em đi với anh. Dì Đồng à, dì già rồi, nhưng căn nhà này gần như không thay đổi. Suốt bao năm qua dì chăm con một mình, sống cũng khá ổn đó. Thật ra mẹ của cậu đã cho tôi rất nhiều. Tâm Tâm, em đưa cậu bé này đi lấy quà đi. Dạ, đi thôi. Ý của dì là mẹ con cũng biết chuyện này sao? Mau, ai là người nhà của Triệu Dương Lâm? Tôi. Bà ký tên đi. Là tôi. Tiền tiết kiệm giấy tờ già đều cho cô. Cô rời khỏi dụ Mỹ Linh đi. Tiểu Mẫn, tôi biết là tôi có lỗi với cô, nhưng tôi mang theo một đứa bé chưa ra đời, thực sự đã cùng đường bí lối. Nếu không tôi cũng không đem chuyện của Thành Lệ ra để ép cô. Chuyện này cô cũng đã làm rồi, bây giờ lại tỏ vẻ người tốt, liệu có quá giả tạo hay không? Tôi thật lòng muốn tốt cho cô mà. Cô cũng có con mà. Thành Lệ lại gặp phải chuyện như vậy, cô đưa cả nhà cửa và tiền tiết kiệm cho tôi, dù Mỹ Linh còn có biết bao nhiêu việc phải làm, vậy cũng phải làm sao? Tôi chỉ muốn sống tốt một chút, nhưng không hề có ý cướp hết tất cả của cô đâu.
Dụ Mỹ Linh là sự nghiệp của tôi. Có sự nghiệp rồi tôi không sợ gì hết. Tôi sẽ không dùng cuộc đời của mình để đi cướp chồng của người khác, có con riêng với chồng của người khác, sau đó sống dựa vào di sản của người đàn ông. Con cứ nghĩ gì là bạn của mẹ con? Đó chỉ là cái cớ để được ở lại bên cạnh ba cậu mà thôi. Thực ra suốt bao năm qua tôi vẫn luôn nợ cậu một lời xin lỗi. Nếu không vì tình cờ gặp được, cả đời chị cũng không tới xin lỗi con đâu, đúng không? Lệ Lệ à, lúc đó cậu bị thương, còn bị di chứng nặng nề nữa. Tôi đã hứa với mẹ cậu là sẽ không xuất hiện nữa. Dù sao thì sự thật đối với cậu mà nói cũng hơi tàn nhẫn. Cậu thương ba cậu như vậy, nếu cậu biết ông ấy phản bội cậu và mẹ của cậu, chúng tôi lo cậu không chịu đựng nổi. Vậy dì nghĩ bây giờ con chịu đựng được hay sao? Dì và mẹ con chỉ viện cớ để bảo vệ con, che giấu con. Hai người nghĩ làm như vậy có thể bảo vệ được hình tượng ba trong lòng con sao? Nhưng thứ con cần không phải là hình tượng một người cha giả tạo, mà là một sự thật để con có thể nhìn thẳng vào kia. Cậu có thể trách tôi, nhưng không thể trách mẹ cậu được đâu. Sao hả? Hai người đi tới mức có thể thấu hiểu cho nhau rồi à? Mặc dù mẹ của cậu tính tình có hơi lấn át, nói năng khắc nghiệt, tôi không thích cô ấy chút nào hết, nhưng mà tôi rất khâm phục cô ấy. Cô ấy vì bảo vệ cậu, bảo vệ hình tượng của ba cậu mà che giấu sự thật, ôm hết mọi khổ sở tự một mình gánh chịu, sau đó lại dựa vào mối vụ Mỹ Linh lại làm lại từ đầu. Bây giờ đã có cả sự nghiệp và tài sản. Trước kia tôi cứ nghĩ cướp được chồng của cô ấy là đã thắng cô ấy. Về sau tôi phát hiện cả đời này tôi cũng không thắng nổi cô ấy, vì cô ấy đã không hề cho tôi một chiến trường để có thể cùng cô ấy đọ sức nữa. Mẹ, mẹ coi con đã đạt được điều ước gì rồi nè. Siêu quay PT. Đúng đó, đúng đó. Cảm ơn anh nha, anh. Em kêu anh là gì? Là anh. Không lẽ anh muốn em kêu anh là chú hả? Kêu anh là đúng rồi. Tên của em là gì? Triệu Nghiêm. Còn anh? Thành Lệ. Vậy hai chúng ta ghép lại là Nghiêm Lệ. Thôi anh về đi, học hành chăm chỉ đó. Tạm biệt. Chừng nào mới gặp lại anh vậy? Từ nay cứ tới ngày giỗ của ba em, chúng ta sẽ cùng nhau đi tảo mộ. Quân tử nhất ngôn. Quân tử nhất ngôn. Đi uống rượu cho anh đi. Uống rượu giữa ban ngày hả? Lấy đậu phộng, đậu tương, diễn nghêu xào cây, và lấy một chai rượu luôn nha. Được, có liền. Món ăn vẫn vậy, nhưng mà hương vị thì khác. Trước kia anh đã từng tới đây sao? Từ đây tới công xưởng dù Mỹ Linh đi bộ chưa tới 10 phút. Lúc còn nhỏ khi ba mẹ của anh tăng ca, họ hay kêu anh ở đây ngồi chờ. Sau đó thì gọi vài món ăn và thêm một chai rượu. Ăn xong thì cùng nhau về nhà. Ông chủ. Dạ. Cho thêm một chai rượu nữa đi. Dạ được. Em làm gì vậy? Anh uống một bình thì chán lắm, em uống với anh. Xin mời. Mời cô bé. Cạn ly. Anh thấy mình rất đáng thương, nhưng mà sau khi nhìn thấy Triệu Nghiêm, anh thấy nó còn đáng thương hơn anh. Một đám người lớn vô trách nhiệm, cứ cho nó một cuộc đời nó không thể không đón nhận.
chủ tịch. Chủ tịch, mẹ cũng tới rồi hả? Cảm giác thân quen lắm đúng không? Giữa ban ngày ban mặt mà cũng đã uống rượu sao? Con nghĩ anh ấy uống chút rượu thì sẽ dễ chịu hơn. Với lại anh ấy cần chủ tịch uống chung. Mẹ, con nhớ là hồi đó mẹ rất thích cười mà. Nhưng mà những năm qua nụ cười của mẹ như thế nào con cũng không nhớ. Đi mà cười một cái. Mẹ ơi, mẹ cũng già rồi, có nếp nhăn rồi đó. Được rồi, con uống nhiều rồi. Con không uống nhiều thì sao nói thật được. Con đã gặp thằng bé Triệu Nghiêm rồi, so sánh với nhau mới thấy là con thật sự không giống ba. Con quá giống mẹ. Cái mặt lúc nào cũng căng thẳng, từ cái tánh cho tới sĩ diện, con giống y chang như mẹ vậy. Mặc dù con không thích cách làm của mẹ, nhưng mà những năm qua mẹ chất giả rồi. Mẹ nghe nè, có câu nói này sau này con sẽ không nói lại nữa. Những lời dễ nghe khó nói ra tới như vậy sao? Đó chẳng phải giống mẹ sao? Mau đưa nó về nhà đi. À, bà từng tưởng tượng vẻ mặt cô ấy khi biết được sự thật, có từng nghĩ là tình hình sẽ như lúc này không? Coi bộ nó trưởng thành thật rồi. Vậy không biết chuyện còn lại bà muốn khi nào cho anh ấy biết? Từ từ thôi, từ từ thôi. À, cẩn thận, cẩn thận. À, nằm xuống, nằm xuống đi. Mm.